Hôm nay trời khá là sương sương. Chắc là có mưa ở dưới hay sao đó ta. Mọi người thấy không? Nó mờ căm ở đằng xa này. Bình thường là thấy khá là rõ. Đường kẻ màu đen. Trời ơi, cô Ben ơi, sao con đi đâu mà cái lưng dơ vậy? Đâu? Ai cho mày đi chơi hoài? Ở nhà đi. Ghét ghê vậy. Trung mọi người rất là rẻ, luôn cả xếp mình chỉ có 42.000 thôi à. Những bạn nào có màu da ấm ấm như mình thì nên tham khảo màu vàng đồng, tại vì dùng rất là hợp luôn á. Đơn hàng thứ hai là mấy cái món đồ lặt vặt xinh xinh ấy, mình có mua hai món. Một cái là đồ để gắn cái giấy nốt lên để mình để trên bàn cho nó xinh, hoặc là mình để cái to do list đó mọi người. Món thứ hai là xà phòng mà giãn giấy như thế này nè, tụi mình có thể cho một ít nước lên tay rồi rửa xong lại rửa qua nước ấy. Nhưng mà sau khi mua xong thì mình thấy nó cũng hơi cực, nên là mình thôi mình cũng đi dành dụng nhà luôn. Món thứ ba là một cái tấm bạc phản ánh sáng để mà tụi mình có thể dùng chụp hình, mà dạo gần đây hot rần rần trên TikTok á. Kiểu như là mình bung một cách gấp gáp á, mình không biết là nó căng cứng tới vậy luôn á, nên nó bung một phát nó ra đổ đồ tùm lum luôn. Cái món này dùng ở trong điều kiện thiếu sáng, hoặc là các bạn muốn bắt sáng vào gương mặt của mình để chụp hình cho đẹp. Và món cuối cùng đó chính là đồ ăn vặt bánh tráng Abi đó mọi người. Mình cực kỳ mê bánh tráng bơ cuộn của Abi luôn. Rồi có cả bánh tráng trứng muối nữa, tặng thêm khẩu trang nữa, quá là tuyệt vời. Hôm nay là nói chung là ở Hà Nội là đã mùa thu chuẩn bị sang đông rồi, nên là chúng ta sẽ mặc áo khoác. Thời tiết ở chỗ các bạn như thế nào? Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi thui. Spa để mà có thể triệt lông, làm sạch cơ thể sau một khoảng thời gian quá dài chịu đựng. Mình cảm thấy rất là mệt mỏi, tại vì cơ địa mình là người khá là lắm lông á, nên là giây phút này là giây phút hạnh phúc nhất của mình luôn.
Lắp xong rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi ăn. Bây giờ đầu tiên là ăn sẽ là ăn món cháo sườn, xong rồi sau đó thì chắc sẽ đi tìm một cái món gì đó ăn thêm. Cuộc sống của mọi người ở Hà Nội là đã trở lại bình thường rồi đó. Quán xá thì mở rất là đông rồi, người đi đường là sơm tụ phải khỏi nói luôn đó. Mọi người nhìn cái cảnh mình quay là mọi người cũng hiểu là cái không khí nó như thế nào rồi. Và Hà Nội đang vào thu sang đông nữa, nên là bầu trời nó cứ mang mát, không nắng không mưa. Mình cực kỳ thích thời tiết này luôn ấy. Và trời se lạnh như thế này, ăn cháo sườn là phải biết luôn. Nên là bây giờ mọi người sẽ cùng mình đi đến chỗ ăn cháo sườn nha. Sau khi ăn cháo sườn rồi không thì mình tưởng là mình đã no rồi, nhưng mà không mọi người, mình vẫn đi ăn vặt tiếp. Đó chính là nem chua rán và nước dừa. Sẵn tiện ngồi ngắm view Hồ Tây luôn, hưởng thụ bầu không khí mát mát se se lạnh, thật sự rất là mê. Cả một mùa hè mình phải ở nhà vì dịch rồi, nhưng mà may mắn với riêng mình đó là tại vì mình cũng không thích mùa hè nên là mình cứ thoải mái ở nhà thôi. Đến lúc mùa thu thì coi như là thời tới rồi đó, tới thời của tôi rồi mọi người, tôi sẽ đi tung hoành hết chỗ này chỗ kia và mình sẽ mang mọi người theo nha. Còn bây giờ thì mọi người xem tiếp vlog đi, xong mọi người chiêu cùng mình luôn nha. Mình đã về đến nhà rồi. Thì hồi nãy là đi đến chỗ Hồ Tây ngồi ấy, xong rồi có bị gấp một chút nên là bây giờ mình với mẹ mình vậy về nhà. Về nhà nha. Thôi mà chút hồi nãy mình ngủ trên xe mình ngủ đứ 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 luôn. Thì không biết là tí xíu có hoạt động gì nữa không ta. Chắc là sẽ có. Sẽ có, tí xíu mình sẽ vlog lại cho mọi người tiếp nha. Nói là mình sang lẩu Thái nha, cái này là nước lẩu. Bây giờ mình sẽ pha đồ chấm cho lẩu. Cái này là giảm chéo và một chút đường cho nó ngọt, tại vì mình thích ăn ngọt không mọi người. Cái này là bò. Mình cũng sẽ cho rau muống vô lẩu luôn, tại vì mình thích ăn rau muống. Cho mì vô. Chăng.
Thank you.